Ok, mình đi vào vấn đề luôn nhé Là sau khi xem xong cái video này của mình ấy Thì mình hy vọng là không còn ai trong số các bạn Đọc những cái từ này là date, made, pet, pet, came, tết Các bạn phát âm những cái từ này như vậy ấy Thật sự là nghe rất là quê Mình nói nó hơi phũ phàng một chút Nhưng mà thật sự là nghe nó không hay This computer is made in China The manufacturing date is the 1st of August 2018 This computer was made in China. The manufacturing date is the 1st of August, 2018. People hate me because I got paid too much. People hate me because I got paid too much. Bạn có nhận ra cái sự khác biệt giữa giọng kiểu Việt và giọng chuẩn là gì không? Mình lấy một cái ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu nhé. Đấy là cái từ này. Tại sao các bạn đọc nó là day? Còn cái từ này thì các bạn đọc nó là date trong khi đấy ấy, về bản chất ấy, cái từ này nó chỉ là cái từ đây cộng với t. các bạn đã hiểu vấn đề chưa cái vấn đề ở đây ấy, là những cái từ mà có cái âm a này mà có cái phụ âm đứng ở đằng sau ấy thì người việt chúng ta ấy thường sẽ tự động biến cái âm a này thành cái âm e ở trong tiếng việt nhưng mà phát âm đúng phát âm chuẩn ấy thì nó vẫn phải là cái âm a cộng với cái phụ âm ở đằng sau Các bạn luôn luôn phải nhớ Nó là cái âm A cộng với phụ âm Chứ nó không phải là cái âm E ở trong tiếng Việt của chúng ta Ok, let's start with the very basic word Which is A lot of Vietnamese people pronounce this word as Name, name It's not name, it's name Name, name Chúng ta đến với một cái ví dụ quen thuộc nữa này, đấy là cái số 8. Thay vì đọc nó là s thì các bạn hãy đọc nó là a cộng với t. nó là chữ tự a ấy, chữ a ấy, cộng với âm t. Đấy, eight. The only difference in pronunciation between this letter and this number is the t sound. So, it's a and a plus t. Chỉ khác một cái là chúng ta nhấn mạnh và nhấn nhanh cái phần a này một chút. eight. Eight, ok? Phân tích một từ khác để các bạn thấy cái logic ở đây này Tại sao cái từ này các bạn đọc được nó là famous Nhưng mà cái từ này thì các bạn lại đọc là fame Trong khi đấy, ấy, cái sự khác biệt giữa hai cái từ này chỉ là cái bộ phận us Các bạn đọc đúng cái từ này là famous Vậy thì tại sao các bạn không đọc cái từ này là fame, fame. I don't want to be famous but fame follows me It's very hard for me to understand why A lot of Vietnamese people pronounce this word as communication But they pronounce this word as communicate The only difference in pronunciation is Asian, right? So communication and communicate Tại sao chúng ta đọc được cái từ này là way Nhưng mà lại đọc cái từ này là waste Trong khi đấy, về bản chất nó chỉ khác nhau ở cái bộ phận st Way và way cộng với st Way and waste there are many ways to waste your time and one of them is playing video games please remember this a sound is one of the most common sounds in english so if you can kill it then your english is going to sound much better so let's do it okay bạn. Hẹn gặp lại các bạn check out video sau.